sau khi đã làm được đôi thì các bạn sẽ lên 3. Lên 3 là tăng lên 3 cái chứ không phải là lên 3 là đi quẩy. Tình hình là mấy tuần nay thì mình bắt đầu học kỳ mới cho nên là mình chưa có quen với cái lịch học nên chưa có sắp xếp được cái thời gian rảnh để mà làm hướng dẫn đều cho anh em. Đó, với lại mấy bữa nay thì thời tiết Sài Gòn nó khá là nóng. Bây giờ là gần 5 giờ chiều mà nó vẫn 36 37 độ thì nó khá là hầm. Mình đang ở một cái phòng mà nó như một cái lò bát quái cho nên là cái chuyện làm hướng dẫn nó cũng không có tiện lắm. Đó thì mình có ra hướng dẫn chậm thì anh em thông cảm. Liên Khay thì mình hướng dẫn khá là nhiều rồi cho nên là mình nghĩ là các bạn cần có những cái hướng dẫn về trick hơn thì ở trong clip này mình sẽ hướng dẫn trick backfin. Cái này các bạn yêu cầu mình hướng dẫn khá là nhiều tại vì các bạn có một số bạn là nói xem clip cũ của mình thì nó hơi khó hiểu cho nên là mình làm lại để các bạn có thể dễ tập được cái trick này hơn. Đây cũng là một cái trick nó khá là phổ biến. Backfin nó sẽ trông như này. Nó có hai dạng, một là các bạn sẽ backfin bình thường, cái kiểu này là cái kiểu phổ biến. Các bạn sẽ để tay một cách bình thường và các bạn backfin. Kiểu thứ hai là backfin palm up là các bạn sẽ ngửa cái bàn tay lên và thực hiện trước backfin. Nó sẽ trông như này. Đó, để làm được backfin thì chúng ta cần thiết phải tập được tất cả những cái back trên toàn bộ bàn tay. Đầu tiên là index back, tức là back qua ngón trỏ như này. Đó, chúng ta sẽ cầm bút như này, cầm các bạn cầm một đầu và để cho cái đầu kia nó dài ra chứ các bạn nếu mà các bạn cầm như này nó sẽ bắt không có được. Các bạn thấy cái đầu này nó ngắn quá làm sao nó bắt qua được. Các bạn phải cầm như này, đó. Bắt qua như này. Kế đó là middle back, tức là bắt qua ngón giữa như này. Đó. Ring back, cái ring back này các bạn lưu ý là nó sẽ tương đối hơi khó cho nên là các bạn phải tập mới làm được chứ không có thế nào mà làm được liền. Tại vì hai cái ngón giữa và cái ngón áp út là nó sẽ bị dính dính lại như nhau như này. Nó không có tách ra hẳn như là hai ngón này cho nên là cái chuyện back nó sẽ khó hơn. Các bạn phải tập thì mới làm được, đó như này. Cuối cùng là pinky back, chúng ta sẽ kẹp bút ở đây. Các bạn lưu ý là kẹp ở đây, kẹp để cái bút ở trên cái ngón áp út như này. Và chúng ta sẽ lật úp cái bàn tay lại thì mới back pinky back được. Chứ các bạn mà để có nhiều bạn mình thấy là để lọt hẳn vào đây thì khi mà úp lại nó sẽ bị kẹt lại chứ nó không có qua được. Các bạn lưu ý ở cái chiếc pinky back này. Đó như này. Sau khi đã bắt được ở từng ngón thì chúng ta sẽ bắt đầu ghép lại thành những cái đôi. Ví dụ như hai ngón này với hai ngón này, hai ngón này với hai ngón này, hai ngón này với ngón này thì nó sẽ trông như này. Đây là một đôi. Đây là một đôi. Đây là một đôi. Đó chúng ta sẽ ghép lại như vậy thì cái chuyện tập backfin nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Ngày xưa mình tập backfin là mình muốn làm được backfin liền luôn. Mình biết là có nhiều bạn bây giờ cũng giống mình hồi xưa. Nhưng mà mình thì không muốn là các bạn đi theo con đường đó. Tại vì nếu mà tập cái kiểu đó thì nó sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Đó mình muốn là các bạn bỏ ra ít thời gian hơn là mình. Mình là hồi xưa là không có ai hướng dẫn những cái mẹo cho nên là đã đi theo cái con đường khó. Và mình thì vì không muốn là các bạn đi theo cái con đường, không muốn là đạp lên cái vết xe đổ của mình. Đó thì sau khi đã làm được đôi thì các bạn sẽ lên 3. Nó sẽ như này. Đó. Đó, lên 3 là tăng lên 3 cái chứ không phải là lên 3 là đi quẩy. Nó sẽ trông như này. Đó, các bạn sẽ ghép những cái bộ ba như vậy và cuối cùng thì chúng ta sẽ lên tứ quý. Đó là chúng ta sẽ làm được backfin. Đó, thì backfin nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Cái backfin palm up thì cái này mình chỉ nói thêm cho các bạn biết là nó có tồn tại thôi chứ mình không có hướng dẫn tại vì cái này nó là cái dạng backfin y hệt như backfin luôn mà có điều cái tay nó ngửa lên cho nên là cái độ khó nó hơi cao hơn một tí thôi. Thì cái này các bạn là mà làm được backfin thì các bạn chỉ cần tập thêm chút là có thể làm được cái này. Thì thay vì các bạn làm backfin thì các bạn ngửa cái bàn tay lên là các bạn có thể làm được backfin palm up. Đó thì cái này ghép vào combo thì nó khá là ảo và nó sẽ bớt đơn điệu hơn là các bạn làm cái chiếc backfin. Ok và clip xin phép được kết thúc tại đây. Nếu mà cảm thấy hay có thể like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.